Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với GVN Channel. Mình là Remind và đây là Genius số 39. Ui. À, xin chào tất cả các bạn. Sorry, mình thuộc bài quá. Thì đây là video nói về các phần mềm FPS. Tại vì trước đây mình có thấy một số bạn có hỏi về các phần mềm mà theo dõi được FPS á. Còn hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các phần mềm đó và những phần mềm tụi mình hay sử dụng nhất nhé. Và đầu tiên mình sẽ giới thiệu một phần mềm rất là quen thuộc với các bạn và tụi mình hay sử dụng lắm, đó chính là phần mềm MSI Afterburner. Đầu tiên là một phần mềm tụi mình sử dụng khá nhiều và khá hoàn hảo, đó chính là MSI Afterburner. Thì đây là một phần mềm có rất nhiều tính năng và vô cùng đầy đủ, nhiều khi là dư luôn đó, nhưng mà nổi bật nhất vẫn là tính năng đo thông số FPS và cho ra kết quả trung bình. Thì phần mềm này ngoài FPS ra, nó còn có thể hiển thị được nhiệt độ nè, thông tin thông số khác nhau như là phần trăm CPU, phần trăm RAM đã sử dụng khi đang chơi nữa. Và đây là phần mềm tụi mình khuyên các bạn sử dụng và mình sẽ hướng dẫn phần mềm này cụ thể nhất trong video lần này luôn. Đầu tiên các bạn hãy vào trang chủ để cài phần mềm. Thì cái link mà để các bạn đào á thì tụi mình sẽ để phía dưới, các bạn cứ bấm vào đó để tìm nha. Và nó sẽ có hai phần mềm khi mà các bạn giải nén, đó chính là một phần mềm là MSI và hai là RivaTuner Static Server. RivaTuner Static Server là một phần mềm để giúp các bạn có thể điều khiển cái bảng mà hiển thị thông số trong game á, thì các bạn có thể điều chỉnh nó bên trái bên phải này, hoặc là lớn lên nhỏ xuống chẳng hạn. Thì cái này các bạn đừng quên giải nén ra, nếu không thì sẽ không hiển thị được thông số trong game đâu. Ok, phía bên này là phần mềm MSI Afterburner. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bước để các bạn có thể coi được hiển thị thông số nha. Đầu tiên là bấm vào monitoring, thì có rất nhiều thông số trong đó để các bạn lựa chọn. Các bạn mà muốn có nó tính được cái nào á thì hãy tích vào dấu tích thì nó sẽ hiện ra thông số cho các bạn, và các bạn bấm vào on screen display. Thì cái on screen display này á, là giống như là các bạn muốn nó hiển thị trên màn hình thì các bạn hãy tích vào nó thì nó sẽ hiển thị trên màn hình luôn cho các bạn. Còn nếu mà các bạn không tích vào thì nó sẽ không hiển thị. Ở đây là mình đã setting hết rồi những thông số là mình cần bật, thì bây giờ mình sẽ vào game để có thể xem như thế nào, và nhớ là phải run cả hai phần mềm để có thể hiển thị trên màn hình nhé. Ngoài ra thì mình sẽ set up luôn phần tính FPS trung bình, thì để cho các bạn thấy được là cái tính năng này nó tốt như thế nào. Thì các bạn sẽ vào setting nè, xong rồi bấm vào benchmark. Rồi các bạn hãy chỉnh cái nút tắt để mà bắt đầu recording á và kết thúc recording là như thế nào. Thì cái điều này để làm gì? Khi mà các bạn muốn bật cái recording lên á để bắt đầu tính á, thì các bạn sẽ set bất kỳ cái nút nào các bạn muốn. Mình thì mình set F11 nè, còn kết thúc thì mình sẽ set F12. Đây là tùy chỉnh nha, các bạn muốn chỉnh thế nào cũng được. Và sau đó các bạn hãy chỉnh cái file mà các bạn muốn lưu bên mắt vào. Như vậy là nó sẽ lưu vào ngay chỗ đó, các bạn tí nữa các bạn ra các bạn có thể coi được là nó nằm ở đâu. Rồi. Thì các bạn đang thấy á, là trên màn hình của mình đang hiển thị thông số FPS của cái máy tính của mình. Thì thông số này là nó sẽ bao gồm luôn cả GPU nè, CPU hay RAM. Rồi ngay cả nhiệt độ luôn là nó sẽ hiển thị luôn cho các bạn. Thì cái này là tùy thuộc vào các bạn có thể chỉnh nha. Nó có thể hiển thị được rất là nhiều luôn, ví dụ như là phần trăm RAM sử dụng, rồi FPS theo từng frame luôn. Ngoài ra thì các bạn nào mà sử dụng cái này á, khi mà tắt cái phần mềm Tuner Static Server á, thì các bạn đừng có bấm nút tắt mà là hãy thu nhỏ nó xuống, thì để cho nó khỏi bị tắt luôn á. Nếu mà tắt luôn thì nó sẽ không còn hiển thị ở trên màn hình nữa đâu. Trước khi vào game thì mình đã bấm F11 để bắt đầu thu, còn bây giờ thì mình sẽ bấm F12 để kết thúc ha. Và bây giờ là mình sẽ mở cái benchmark lên. Và đây là kết quả trung bình FPS của ván game lúc nãy mình vừa thu lại. Thì ở đây chúng ta có FPS theo khung hình nè, rồi FPS trung bình và FPS nhỏ nhất, FPS lớn nhất nữa. Nó cũng có thời gian cho các bạn luôn, nó sẽ hiển thị để các bạn có thể phân biệt được. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái tính năng rất là tốt. Nếu mà các bạn muốn sử dụng để mà đo FPS không thôi thì nó cũng khá là phí. Các bạn có thể tính trung bình rất là nhiều thứ, ngay cả gọi là GPU sử dụng cũng như là CPU sử dụng luôn. Tiếp theo là một phần mềm rất là quen thuộc với một số bạn, có thể là các bạn đã nghe qua rồi, đó chính là phần mềm Frap. Phần mềm này có một giao diện rất là dễ nhìn và mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn nhé. Tiếp theo là một phần mềm khá nổi tiếng và các bạn chắc chắn cũng sẽ biết qua rồi và rất nhiều người sử dụng nữa, bởi vì tính năng này, giao diện cũng khá là dễ sử dụng và cái chức năng quay màn hình, chụp màn hình của cái phần mềm này cũng khá là tốt. Thì có nhiều ý kiến cho rằng đây là phần mềm khá nặng khi sử dụng. Đúng,
Nó rất là nặng nhưng mà chỉ nặng khi mà bạn sử dụng chức năng record màn hình mà thôi. Thì ngoài ra sử dụng để đo thông số FPS và cho ra bên mắt thì vẫn bình thường nha. Ở trên đây là link mà các bạn có thể download về. Mình cũng sẽ để cái link ở phía dưới. Các bạn nào muốn download thì các bạn có thể bấm vào để download nha. Nhưng mà mình đã download rồi nên là mình sẽ mở phần mềm này lên luôn. Thì các bạn có thể thấy đây là một phần mềm khá là dễ nhìn và giao diện khá là dễ sử dụng. Ở trên này ngoài cái mặt ngoài ở phần General thì không có gì nhiều hết á. Các bạn muốn hiển thị FPS á, thì chỉ cần bấm vào cái phần FPS ngay đây thôi. Ngoài ra thì những cái phần như là Green Shot nè, Movie nè, đây là những cái phần mà nó cho ra hình rất là đẹp khi mà các bạn sử dụng. Nhưng mà theo mình thì nếu mà mình sử dụng thì mình chỉ sử dụng để đo FPS thôi. Ở đây á, các bạn có thể chỉnh được cái overlay, cái mà cái hiển thị thông số ở đâu luôn, ở ngay trên cái phần mềm này mà không cần phần mềm thứ hai như là MSI Afterburner. Nhưng mà nó sẽ không có nhiều lựa chọn như là bên MSI Afterburner đâu. Ngoài ra các bạn có thể benchmark được bằng chỉ cần bằng một nút thôi. Có nghĩa là nó chỉ cho bạn một cái hotkey thôi nè. Là mình vẫn sẽ set là hotkey là F11. Còn overlay hotkey á, là giống như là cái overlay này nè. Các bạn muốn tắt đi thì các bạn có thể là bấm, cũng là set theo tùy ý các bạn luôn. Mình thì mình để F12 rồi. Ngoài ra thì nó cũng có một cái gọi là chức năng gọi là stop benchmark after bao nhiêu đó second. Có nghĩa là nó sẽ dừng benchmark trong bao nhiêu đó giây. Nếu mà các bạn muốn test thì mình hiện tại mình để 200 giây. Ngoài ra thì cái phần general á, thì nó chỉ đơn giản là điều chỉnh cái cửa sổ thôi. Thì những bạn nào có nhu cầu á, thì các bạn có thể tích vào cái mục mà các bạn muốn. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game để có thể coi nó hiển thị FPS như thế nào nha. Đầu tiên á, là đây là một phần mềm chỉ hiển thị FPS mà thôi. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình chỉ có một cái thông số thôi, chứ nó không có hiển thị RAM nè, CPU nè, hay là phần trăm, hay là nhiệt độ gì hết. Thì ngoài ra thì ở đây nó cũng có tính trung bình được FPS cho các bạn. Nên là các bạn chỉ cần bấm vào cái hotkey hồi nãy các bạn đã cài bên ngoài á, khi mà cài cái benchmark hotkey á, thì các bạn chỉ cần bấm cái nút đó thôi. Mình thì mình sử dụng là F11 nên là mình sẽ bấm F11. Nhưng mà có một cái hơi ngu một chỗ á, là khi các bạn bấm hotkey để đo FPS trung bình thì nó sẽ mất luôn cái thông số FPS trên màn hình của các bạn. Đây. Đó. Nhưng mà khi các bạn bấm F11 trở lại để mà ngưng thu á, thì nó sẽ hiển thị trở lại. Thì đây là một cái điểm mình khá là không thích trong cái phần mềm này. Ok, sau khi mà mình đã thu xong á, thì mình sẽ tiếp tục vào cái file FRAP đo FPS mà hồi nãy mình đã tạo trước rồi á. Thì các bạn có thể thấy là nó có hiển thị rất nhiều cho các bạn, là tính FPS theo từng khung hình luôn. Ở đây là các bạn có thể thấy nè, nó thì chỉ lưu như vậy thôi, các bạn cũng không cần để ý nhiều. Tại vì nó lưu như vậy để nó tính. Các bạn chỉ bấm vào cái phần có cái nốt á, nó sẽ hiển thị cho các bạn là frame của các bạn bao nhiêu khung hình nè, rồi thời gian nè, bao nhiêu giây, rồi FPS trung bình của các bạn, cũng tính ra được min max cho các bạn luôn. Thì đây là một phần mềm khá tốt để sử dụng để đo FPS. Nhưng mà như mình nói đó, nó cũng bị ngu ở chỗ là khi các bạn bấm thu thì nó sẽ biến mất cái FPS trung bình trong game. Phần mềm thứ ba là phần mềm của nhà sản xuất Nvidia dành cho những người sử dụng sản phẩm của họ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn sử dụng nó nhé. Nvidia Software là một phần mềm riêng của nhà sản xuất Nvidia dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm của họ. Thì phần mềm này không chỉ bao gồm các việc hiển thị thông số FPS đâu nha. Nó còn có rất nhiều cái chức năng khác nhau nữa. Thì ví dụ như là replay lại màn hình của bạn nè, hay là live stream này các kiểu. Ở đây có cắt highlight rồi record màn hình các kiểu. Nói chung là có rất là nhiều chức năng. Nhưng mà bởi vì đây là một cái video clip giới thiệu cho các bạn cách để hiển thị thông số FPS, nên là mình sẽ tập trung nhiều vào cái phần hiển thị FPS nha. Đầu tiên là các bạn bấm vào trong setting, sau đó là bấm vào cái HUD layout. Trong cái HUD layout này á, thì nó sẽ có rất là nhiều, nó sẽ có 4 lựa chọn chứ. Thì các bạn có thể thấy là có một cái gọi là FPS counter, nó là đếm FPS á. Thì các bạn chỉ cần bật on nó lên thôi. Sau đó nó có sẽ cho các bạn thấy được là nó sẽ hiển thị ở đâu nè. Rồi các bạn chỉ cần chọn, sau đó rồi back ra. Thì tự động ở trong game của các bạn sẽ hiển thị FPS. Bây giờ thì mình sẽ vào game lần nữa để cho các bạn thấy được cái Nvidia software này nó hiển thị FPS như thế nào, giao diện ra sao ha. Thì các bạn đang thấy đây, cái FPS của mình hiển thị bên trái, nó cũng chỉ đơn giản là một cái thông số FPS bình thường thôi. Và ngoài ra cái Nvidia software này nó không có tính được trung bình cho các bạn là cái hiển thị FPS này là bao nhiêu nha. Và nó cũng không hiển thị luôn những thông số khác như là những cái phần mềm chuyên tính thông số như là FRAP hay là MSI Afterburner ở trên.
căn bản là tất cả các thông số này á, thì nó sẽ đều được mở trong tất cả các game. Tất cả những cái phần mềm mình giới thiệu hôm nay đều sẽ mở được trong tất cả các game luôn. Các bạn chỉ cần mở cái phần mềm đó lên thôi và nó sẽ hiển thị được. Và đây là phần mềm cuối cùng, chắc hẳn các bạn cũng đã biết qua nhà sản xuất AMD. Thì AMD Radeon Software là phần mềm của nhà sản xuất này dành cho người sử dụng của họ. Cuối cùng, đây là một phần mềm mà mình phải đổi máy để mình có thể sử dụng nó. Đây là phần mềm AMD Radeon, cũng là phần mềm dành cho các bạn mà sử dụng cái sản phẩm của AMD á. Thì nó có một thiết kế khác biệt so với người anh em Nvidia của mình. Thì mỗi người có một điểm mạnh khác nhau. Phần mềm của AMD thì ngoài hiển thị thông số FPS ra cũng sẽ hiển thị hết tất cả các thông số khác như là CPU nè, RAM nè. Khá là tiện dụng, thì các bạn cũng có thể điều chỉnh cái tab này ở đâu cũng được, dọc ngang mà màu chữ như thế nào trong cái setting của phần mềm luôn. Thì các bạn có thể bấm Alt R để mở được AMD Radeon lên, hoặc là bấm tìm kiếm trong thanh Windows cũng được. Thì ngoài ra cái phần mềm này á, có thể tính được luôn trung bình cái FPS của các bạn ở trên cái game của các bạn đang chơi luôn. Nó khá là hay. Để mà các bạn có thể mở được cái hiển thị FPS ở trong cái phần mềm này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Đầu tiên là các bạn mở phần mềm Radeon lên, rồi bấm vào phần Performance. Thì trong cái performance này các bạn có thể thấy được nè, là nó hiển thị thông số của CPU của các bạn, rồi VRAM nè, rồi CPU, rồi GPU, rồi RAM. Tất cả đều nằm trong cái bảng này luôn. Thì các bạn để mà hiển thị được thông số ở trên màn hình á, thì hãy bấm vào trong cái Matrix Overlay. Cái Matrix Overlay này nè, bấm tích mở lên là nó sẽ mở lên cho các bạn luôn. Và kế bên cái Matrix Overlay nó sẽ có một cái biểu tượng hình ngôi sao nhỏ nhỏ đó. Thì các bạn bấm vào trong đó thì nó sẽ cho các bạn có thể gọi là điều chỉnh được cái phần hiển thị của cái thông số này, có thể qua bên trái, qua bên phải, hay là ở dưới, ở trên đó. Ngoài ra các bạn có thể bấm vào phần General. Phần General thì là nơi là để các bạn có thể điều chỉnh được cái khung mà hiển thị FPS thông số á, là nó có thể nhỏ ra nè, đậm hơn nè, rồi to hơn, hay là màu chữ ra sao, rồi ngang lên dọc xuống, thì tùy ý các bạn ha. Thì đó là tất cả những cái mà mình hướng dẫn cho các bạn về cái cách để mà bật cái đếm thông số FPS này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game để có thể hiển thị xem nó có hiển thị được hay không. Tại vì ở ngoài thì nó sẽ không hiển thị FPS đâu, khi mà các bạn vào game thì nó mới bắt đầu hiển thị. Có một cái khá hay là phần mềm này nó được lập trình mà khi mà các bạn đang chơi game các bạn vẫn có thể mở lên được. Có thể là bấm vào Atlas R hoặc là Atlas Z để mà mở lên. Thì mình đang sử dụng là Atlas R thì nó sẽ mở to cái khung hình lên như này. Thì hiện tại mình đang ở trong game rồi, và các bạn có thể thấy là bắt đầu cái phần mềm này nó bắt đầu đếm FPS cho mình rồi nè. Rồi nó còn đếm luôn cả cạc màn hình sử dụng nè, phần trăm sử dụng, rồi nhiệt độ của cạc màn hình, rồi điện luôn, bao nhiêu watt, sử dụng bao nhiêu watt luôn, rồi CPU fan, CPU Intel chẳng hạn. Các nói chung là nó hiện tất cả các thông số các bạn cần thiết ở trên này rồi. Ngoài ra thì phần mềm AMD Radeon này có một số tác vụ rất là thú vị, như là các bạn có thể thao tác ngay cả khi đang chơi game luôn. Có nghĩa là các bạn chỉ cần bấm Alt Z thôi nè, thì nó sẽ hiển thị một cái cửa sổ nhỏ ở bên tay trái. Thì các bạn có thể thấy được là nó hiển thị được tất cả mọi thứ ở trên cái cửa sổ này luôn. Ví dụ như là frame rate của bạn trung bình như thế nào của cái game này nè, rồi đang chạy mất bao nhiêu CPU, bao nhiêu RAM. Thì cái này là một cái tác vụ khá thú vị của cái phần mềm Radeon, và nó rất dễ sử dụng ha. Và đó là những phần mềm mà tụi mình hay sử dụng để mà theo dõi thông số FPS khi chơi game. Còn các bạn thì sao? Các bạn hay sử dụng phần mềm nào? Hãy comment cho mình biết nữa nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.